Xin chào các bạn, mình đang có trên tay đây cây dao kỹ thuật, nó hơi có một vài điểm đặc biệt nên mình muốn chia sẻ với anh em một tí xíu, vì nó không giống như các loại dao mình hay dọc giấy. Dao này thì mình dọc giấy cũng được luôn, nên nó có vài điểm đặc biệt là như vậy. Cái này là của hãng Elura, là cái vỏ của cái này nó bằng gang, là cái lỗ ở đây để cho mình đeo cái dây an toàn vào đây thôi, trong trường hợp bạn làm trên cao gì đó, là bàn treo nó lên trên kệ thì nó có cái chỗ để cho bàn treo. Ở chỗ đây nó có cái điểm tì để tì cái tay, thế là họ làm cái gai để mình tì cái tay ở đây, thì mình rọc mình rạch cắt thì nó dễ. Thì mã hàng còn nó là 281-U của Elura, khắc ở đây, còn bên đây còn để chống để cho bạn khắc tên của bạn vào đây. Đây nó có con ốc ở đây, thì khi mà mình bạn thay lưỡi ở đây thì bạn sẽ mở này ra, bạn thay lưỡi. Cái lưỡi này nó cũng rất đặc biệt bởi vì nó sẽ có rất là nhiều bước. Ở đây nó có cái này bạn đè xuống này, nó mà đè xuống thì bạn di chuyển cái lưỡi thì nó có một vài bước, ba bước số 1, còn thấy lưỡi nó nhú là con tí thôi, mỗi cái lưỡi nó nhú là con tí rồi. Cho bạn rạch, bạn chẻ dây dọc dây điện đấy, bạn tước nó ra, bạn lấy một tí xíu này, hoặc là bạn làm cái gì đó mà nó cần chỉ cần một tí xíu này thôi, vậy nó chỉnh thêm bước tiếp, để đè xuống hành chỉnh lên bước tiếp đó, lưỡi nó dài ra xíu nữa đó, thì bạn rạch nó dễ, đè thêm bước nữa là ba bước. Ok, là đến đây thì bạn thấy là cái lưỡi dao nó có các cái lỗ là để nó nhả các cái vị trí đó ở trong đây này, cái cơ cấu ở trong đây, vì nó chỉ ra được đến đây thôi, hết như phần lớn chỉ có phần đến đây thôi. Thì bạn dùng cho các cái tác vụ đặc biệt này, đặc biệt bạn dọc giấy cắt là tuyệt vời luôn, dọc cáp vỏ cáp rồi đó, rất tuyệt vời, bởi vì cái tay cái thế của mình, cái tay nó cầm đây nó rất là dễ, rất là chắc chắn. Bạn tì đây thì bạn không có tuột tay, nó khác với lại cái con dao thông thường. Dao thông thường. Dao như con này là con dao thông thường. Ở dưới mình thấy nó rất là dài, nó khác. Còn dao cái này cũng được, nhưng nó chuyên hơn. Giá tiền của cây này là 300.000 một cây. Thì khi các bạn mua, các bạn có thể mua luôn một bộ nhiều lưỡi, 5-7 lưỡi gì đấy dự phòng. Để khi trong trường hợp mà mình cồn thì mình sẽ thay cái lưỡi này đi. Thì nó khác với thằng này. Cái này bạn thấy là người ta gà sẵn ở đây, các cái rãnh để cho khi bạn xài nó cột ở đây bạn bẻ, cột để bạn lại bẻ. Đó, bẻ theo cái đường rãnh này. Thì dao này nó yếu hơn, đơn giản hơn. Bạn dọc dạng giấy văn phòng thôi, nhưng bạn không làm công nghiệp được, bạn không dọc cáp được. Cáp đầu vì nó không có cái ngưỡng. Cái này nó có cái ngưỡng mà nó chỉ có một mẫu này thôi. Đó, chiều dài của cái này nó khoảng, mình cho nó vào hết thì đỡ nguy hiểm. Chiều dài từ dài đầu này đầu kia nó khoảng 160 nó bằng gang, cầm rất là nặng, cảm giác rất là nặng, rất chắc chắn. Giá là 300.000. Ok.